Cuốn sách là câu chuyện thực tế về gần một phần tư thế kỷ dạy học, những kinh nghiệm cảm hóa học sinh của thầy giáo River Squid, một thầy giáo ở Los Angeles của nước Mỹ. Cách tới nửa vòng trái đất, song câu chuyện lại có những nét tương đồng với những gì mà những bậc làm cha làm mẹ ở nước ta đang thực sự chăn trở trước việc học của con cái mình. Làm sao để con thực sự thích học tập? Làm thế nào để con trở nên gọn gàng, ngăn nắp, biết quản lý thời gian và chủ động trong mọi việc? Đó cũng là tâm tư, là động lực để thạc sĩ Nguyễn Mạnh Hào sau khi đọc được bản gốc của cuốn sách Dạy trẻ bằng cả trái tim đã quyết tâm mua bản quyền để mang cuốn sách về xuất bản tại Việt Nam. Con bạn học để làm gì? Thì rất nhiều phụ huynh chúng ta đang hiểu nhầm rằng là học để chúng ta đạt bài điểm cao trong các kỳ thi. Thì thầy Rep Esquip không nghĩ ra như vậy, mà các học trò của thầy cũng không nghĩ ra như vậy. Học, chúng ta học để làm gì? Học để chúng ta trở thành những con người tốt, để chúng ta học được các kỹ năng để chúng ta giải quyết các vấn đề sau này của cuộc sống, chứ không phải rằng là để chúng ta đạt điểm 10 hay điểm 20 ở trong một bài thi nào đó. Đó là tất cả những gì mà tôi muốn mang lại những cái tư tưởng, mang cái cuốn sách này để cho các phụ huynh tại Việt Nam cũng như tôi. Những phương pháp giáo dục cảm hóa học sinh của thầy giáo người Mỹ Rapper Squid hoàn toàn không xa lạ với người Việt. Bởi trên hết, cho dù có cách biệt về địa lý, cách biệt về văn hóa, thì một điểm chung của tất cả những bậc làm cha làm mẹ của những nhà giáo chính là tình yêu thương con trẻ như tâm sự của thầy Osquit. Tôi muốn học sinh của mình phải là người tốt và học tập chăm chỉ. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải là người tốt nhất và làm việc chăm chỉ nhất mà bọn trẻ đã từng gặp. Thực sự thì cái tư tưởng của thầy Raf trong cái việc viết nên cuốn sách này tôi cảm thấy là một điều rất là tuyệt vời. Những cái điểm mà tôi cảm thấy thú vị nhất đối với cuốn sách thì đầu tiên đó là việc mà cái tư tưởng của thầy đã định hình cái việc giảng dạy của thầy là xây dựng được một cái văn hóa riêng của lớp học, một cái sự kết nối tuyệt vời của giáo viên và học sinh. Và tôi nghĩ đây là cái điều kiện tiên quyết cho bất cứ giáo viên nào muốn thành công với học trò của mình. Kiến thức chỉ hữu hiệu khi nó giúp ta hiểu và giải quyết những vấn đề trong cuộc sống thường ngày. Những bài học về kiến thức sẽ mất đi sự khô cứng buồn chán nếu nó được truyền thụ tới học sinh bằng tinh thần của những người thầy truyền lửa.